hộp bánh mới sửa về cho các cháu nhá. Đây này. Sao không về nghỉ đi? Không về nghỉ đi. Ơi, hả? À, đây. Bà đâu? À, vâng. Thôi chúc bà sức khỏe nhá. Huyện nào? À, Nguy Lộc, Hậu Lộc ấy nhỉ? À, thế à. Thế bà ra đây, ai đưa bà ra đây? À, nhưng mà con hỏi thật, bà thì bây giờ bà ở đây với ai? Bà cô Hiền chú cho ngoài thân tiên nắng con. À, cô bên kia đường à? À, thế à. Bán đến tối thôi về. Thôi con cho cô gói bánh với ít quà với ít tiền cầm với thôi, thôi lần sau thì con đi ngang con lại cho nữa nhá. Vâng vâng. Thôi chúc bà sức khỏe nhá. Con ở Thanh Hóa. Vâng, con ở Thanh Hóa nhá. Vâng, cảm ơn bà nhá.